BC đối tượng tập hợp chi phí. Để thêm mới, các bạn bấm thêm vào. Điền thông tin. Đối tượng tập hợp chi phí sử dụng khi các bạn theo dõi công trình hoặc sản xuất theo đơn hàng. Các bạn bấm thêm vào lần nữa để lưu lại. Các bạn có thể xóa. Thực hiện chức năng in. Kết xuất Excel file. BH, số dư đầu kỳ được chuyển sang. Các bạn chọn tài khoản chi tiết nhất. BG, quản lý tài khoản. Các bạn có thể thêm tài khoản con. Chọn tài khoản muốn thêm tài khoản con, bấm thêm vào. Điền thông tin tài khoản con. Đối với tài khoản ngân hàng, các bạn sẽ theo dõi theo tài khoản con để khi kiểm tra sổ phụ ngân hàng, các bạn sẽ đối chiếu với sổ tiền gửi. Sau khi điền thông tin, các bạn bấm thêm vào để lưu lại. Đối với tài khoản theo dõi công nợ 131, các bạn sẽ chọn theo dõi theo tên khách hàng. Đối với tài khoản 154, đối tượng tập hợp chi phí, các bạn sẽ theo dõi theo đối tượng tập hợp chi phí. Các bạn sẽ chọn tài khoản, sau đó chuyển đổi lựa chọn, bấm sửa để lưu lại. Đối với tài khoản ngân hàng, các bạn có thể chọn mã có sẵn tài khoản để khi nhập chứng từ, các bạn không cần nhập tên ngân hàng. Tài khoản 131. Để nhập số dư đầu kỳ, các bạn sẽ nhập chi tiết từng khách hàng. Đối với tài khoản 154, các bạn sẽ nhập chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí. BF, đăng ký mã quản lý. Các bạn bấm thêm vào để thêm mới. Điền thông tin. Mã quản lý dùng để theo dõi chi tiết từng loại chi phí. Các bạn bấm thêm vào lần nữa để lưu lại.
bạn có thể thực hiện chức năng xóa